Nhà thiết kế rất là đẹp, có hai lớp cửa, một lớp cửa cổng bên ngoài, lớp cửa cuốn và bên trong là một lớp cửa nhôm Sinfa. Nhà thì thiết kế có khu vực đậu xe hơi, đậu được hai chiếc xe hơi và đậu được thêm nhiều xe máy nữa. Khu vực cầu thang thì nằm bên đây nhà, có cây xanh, có cầu thang đi lên, được ốp gỗ, được làm rất là đẹp. Phía trên này thì có trần và đèn chiếu sáng rất là lung linh. Đầu thì 7m, đuôi thì nó nằm khoảng tầm 4,5m thôi nha quý vị. Cái khuôn viên đất của nó là chữ L lượng ngược, nên là căn nhà mình thì đầu thì tới 7m và đuôi chỉ còn 4,5m thôi. Khu vực giếng trời phía sau được ốp gạch và trang trí rất là đẹp. Và khu vực 7m thì cái khoảng dư 7m này, thiết kế cầu thang vào đây nha mọi người. Cầu thang thì có trồng cây xanh. Tầng 1 này thì thiết kế không gian bếp và không gian phòng khách. Thì bên ngoài là bếp. Bếp bên ngoài thì chúng ta sẽ có cửa sổ và cửa ra khu vực mặt tiền chính để thoát mùi và thoát khí cho không gian bếp. Ở đây thì đầy đủ nội thất, bao gồm tủ bếp, bếp âm, bàn ăn và tủ lạnh hai cánh LG. Phía trong gian phòng bếp là không gian có phòng khách, có đầy đủ nội thất, bao gồm sofa, tủ kệ TV, màn hình TV 65 inch và phía trên là trần thạch cao và đèn chiếu sáng. Với diện tích là ngang 7 sâu 14 và diện tích xây dựng của căn nhà là ngang 4,5m sâu 14m, được thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu. Thiết kế rất là đẹp với nhiều giếng trời và không gian thiết kế rất là sinh động và sáng và thoáng. Và không gian phòng khách, phòng bếp kết hợp với nhau như thế này thì chúng ta sẽ có vệ sinh cuối nhà và bếp phía ngoài, khách phía trong thì rất là tuyệt vời. Một không gian đầy đủ nội thất. Khu vực chữ L thì 7m thì cái cầu thang vào khu vực chữ L nhé. Cầu thang thì mặt ốp gỗ và mặt đứng thì ốp đá hoa cương màu trắng. Với lan can làm bằng sắt, sơn màu trắng luôn nha quý vị, một căn nhà rất là đẹp. Quý vị đang cùng em tham quan căn nhà thiết kế đẹp, sang trọng, nội thất cao cấp. Có 3 phòng ngủ chính. Phòng ngủ thì đầy đủ nội thất, bao gồm giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ TV, cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính. Tủ áo thì ở đây em thiết kế theo kiểu tủ áo như thế này và có máy lạnh luôn. Rất là tuyệt vời. Những cái chỗ đặt đồ và những cái chỗ lấy sáng lấy gió cho không gian căn nhà đều rất là tuyệt vời. Vì em đã thiết kế và bố trí không gian rất là tỉ mỉ rồi. Lầu này thì quý vị có tới 3 phòng. Phòng số 2 này. Phòng này thì cũng có đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, cửa sổ ra khu vực hành lang, có màn rèm, tủ áo và có máy lạnh. Và hai phòng ngủ phía sau này thì gia chủ sử dụng chung một phòng vệ sinh, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt đặt bên ngoài, bên trong là vòi tắm hoa sen và gương soi. Phòng vệ sinh thì được ốp gạch phun trần. Quý vị đang tham quan trực tiếp căn nhà phố mặt tiền đường với diện tích ngang 7 sâu 14m và diện tích xây dựng căn nhà là ngang 4,5m sâu 14m, thiết kế một trệt, hai lầu, thiết kế có khu vực gara xe hơi, đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ và quý vị có thể đậu được hai xe hơi. Trên đây thì quý vị sẽ có khu vực không gian phòng giặt đồ, thì có máy giặt cửa nằm. Và ngoài đây thì quý vị sẽ có sân thượng. Đây là khu vực sân thượng này, sân thượng rất là đẹp, có những cái bộ bàn ghế. Khu vực bếp trên khu vực sân thượng. Đây, khu vực bếp trên sân thượng nha quý vị. Và trong này thì quý vị sẽ có một phòng tắm BBQ ngoài trời, khu vực sân thượng của nhà mình. Phòng tắm spa này. Phòng tắm này thì có bồn tắm, có cây xanh, có khu vực trang trí rất là đẹp. Diện tích xây dựng rất là đẹp, đậu được hai xe hơi trong nhà.